Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc cho các nhà hảo tâm trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe. Hôm nay, nhà hảo tâm USA ở Hoa Kỳ có gửi cho Dương Hậu ở từ thiện khoảng 500 đô Mỹ giúp cho em Lê Thị Diễm My bởi khối u phổi, ho ra máu, hoàn cảnh gia đình rất nghèo. Hiện giờ không có tiền chữa trị thì kịp lúc kịp thời nhà hảo tâm USA có gửi cho 500 đô Mỹ giúp. Đây là việc làm công đức vô lượng, phước đức trường tồn. Dương Hậu cũng thay mặt gia đình, em My cũng xin cảm ơn nhà hảo tâm USA. Chúc cho nhà hảo tâm được nhiều sức khỏe và hạnh phúc thật nhiều bên gia đình. Dương Hậu mới mở trang YouTube Hậu Từ Thiện ở Mỹ. Mong quý vị hãy chia sẻ, like, thích và đăng ký. Nhà mạng có thưởng tiền. Dương Hậu dùng số tiền mới vào quỹ Từ Thiện Ngã Bảy giúp cho bà con nghèo, bệnh tật, khó khăn, không tiền chữa trị thuốc thang. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này.